Dạ con xin kính chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay con cũng quay trở lại vườn của anh Bình ha, đồ xưa cũ bonsai Thanh Bình để quay giới thiệu đến quý cô chú một số cái món đồ độc đáo của anh nữa. Rất là nhiều món để mình tham khảo sưu tầm ha quý cô chú. Đó, hôm nay hàng về nhiều lắm quý cô chú ơi. Có nhiều cái bộ Rồi, rất đồ xưa đẹp. cũ bonsai Thanh Bình mến chào tất cả các Dạ. bà con đang xem kênh à. Hôm nay tiếp tục đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Em có một số mà đồ gỗ và đồ gốm giao lưu với bà con nha. Cái này là một cái tranh ha, và Dạ. được một bộ dách tàu khảm ốc khá là lớn, khá đẹp nha bà con. Bộ này rất là lớn ha, rất là nặng luôn. Đó, gồm là 7 món nha, 4 ghế, 2 đôn và một bàn. Số điện thoại giao lưu em là 0939442212. Em ở khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Bà con có ưng ý những cái sản phẩm nào, liên hệ qua số điện thoại và Zalo để em tư vấn và mình chốt hàng cho nó dễ nha. Rồi mã số 1 là một bộ vách tàu nha bà con, em sẽ đo. Qua đây đo giùm em luôn anh Bình Rồi, ơi. em sẽ đo đầu tiên trước là một cái đôn nha Cái bà con. đôm đi ha. Rất là nặng nha, bộ này khá là nặng luôn, chất liệu là gỗ gõ đỏ nha. Hàng này hàng cũng đã khá cũ cũ rồi nha bà con. Cao là 69 gần 70 nha bà con. Đó. Đó, đầu lân chân móng rất đẹp nha. Đó, chiều dài là 50. Đó, cái chiều sâu vô của cái đôn này đó là 40. 40 50 nha bà con. Đá thì là đá dân mây ha, của Trung Quốc ha. 26 đó, là chiều ngang, chiều dài đó là 33 cái mặt đá nha. Đó, cái này cái chân của nó thì khoảng gần 6 nha bà con. Ở dưới đây là 6 nha. Đó, ốc thì đã khảm hết, này những loại ốc đẹp nha bà con. Đó, toàn bộ là khảm ốc hết nha. Đó, bà con mình thấy những cái hoa văn đục chạm rất là tinh tế, rất là đẹp nha, tỉ mỉ nha bà con. Đó, rồi em lo tiếp tục cái bàn nha. Cái bàn này là 115, đó, chiều dài. Cái mặt đá này là gần 199 nha bà con. Ngang là 55. Mặt đá ngang là 38. Đây, bà con nhìn xem những cái dân đá này ha, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, đây là mộc ha. Đó, cái mộc này cũng còn nha, nó cũng có bị cái thời gian nó cũng hơi bye bye vậy nha bà con. Dạ rồi. Đó, gỗ là chất liệu gỗ gõ đỏ, hàng này hàng khoảng 20 năm đổ về đây. Đó, cái này chỉ làm một loại một nước bóng nhẹ thôi nha bà con, cho nó mờ mờ nhìn nó cái sản phẩm của mình lên nó mới mới một tí ha, dễ nhìn ha. Rồi tiếp theo em sẽ đo cái ghế nha. Ôi, em đo cái bàn này, em đi chưa đo chiều cao. Cái chiều cao bàn này đó là 79 nha bà con. Cái dìm này là 20. Đây, đục trạm chim hoa ha. Đó, chim hoa mai mai điểu nha bà con, rất là đẹp luôn. Đó, nhìn rất là tỉ mỉ nha. Dạ. Đó, cái tôm gỗ đỏ, gõ đỏ thì mình nhìn dễ, rất là dễ biết ha, dễ nhận biết. Đó, bà con mình xem cho kỹ ha. Có gì không gõ thì liên hệ Zalo, số điện thoại em là 0939442212. Em sẽ hỗ trợ cho mình xem kỹ lưỡng hơn nha. Này chỗ này cũng hơi chặt một tí. Rồi tiếp tục là cái ghế nha bà con. Ghế này khá lớn và nặng, hai người khiêng nha. 76 là ngang phủ bì như gì, từ tay vịn này qua tay vịn kia. Đó, còn cái này là 61 gần 62. Cái này cũng xài mỏng luôn nha bà con. Đó, này là xài mỏng lắp ráp hết nha. Đó, cái phần mỏng này mình xài thì có nó không có nó mình thấy nó hơi gung gung tí ha. Đó. Đây, chiều cao từ cái mặt ghế lên là 63. Khá rộng nha, cái ghế này hai người khiêng rất là nặng luôn. 52 gần 53. Đó, cái mặt đá này cũng khá lớn luôn. Đó, ở đây cũng mặt đá luôn. Bà con mình xem cái mặt đá này, cái màu gông gông xanh rất là đẹp. Đó, ốc thì đỏ lửa ha. Vàng chanh nha, cũng khá đẹp luôn. Đó, cái ghế này thì cái chiều cao từ cái chỗ đất mà lên tới chỗ mặt ngồi là gần 50. Dạ rồi. Đó, cái tay vịn này là khoảng 7. Rồi. Gồm là một bàn, hai đôn, đó, và là bốn cái ghế lớn này nha. Rất là nặng luôn. Bên này em Đó. thấy cái này nó chuyển màu luôn anh Đúng rồi, nè, cái này theo thời gian thì cái màu nó cũng xuống rồi. Đó. nó đổi cái màu cũng đẹp Đúng lắm rồi, luôn đúng á. rồi, cái màu này xuống màu rất là đẹp. Đây bà con mình xem kỹ giùm em ha. Có gì nếu em chụp hình gửi thêm hình ảnh chi tiết, mình kết bạn Zalo gửi qua nha. Đây còn những cái tôm gỗ này mình nhìn rất là đẹp nha bà con. Đó, nhìn ra là biết gỗ gõ đỏ ha. Rồi Rồi một cái bộ bộ bàn mà dách tàu này thì em giao lưu bà con lái giá là 47 triệu, em bao ship toàn quốc nha bà con. Bây giờ hiện giờ thì bên bưu cục đã ngưng nhận hết hàng hết rồi. Cái này là em báo giá là bao ship toàn quốc luôn. Đó, còn nếu ở gần đó, thì em sẽ vận tải ở trong miền Tây mình khoảng 300 km trở về ha. Đó, em sẽ chuyển xe tải đi cho nó nhanh ha. Còn miền Bắc bà con có ưng ý á thì em bà con cứ chốt hàng để em ít cọc, cái ga mùng 6 em sẽ gói gửi cho bà con mình nhận ha. Dạ. Đó, có gì thì em thông báo trước cho bà con. Cái này
hai mặt luôn anh hả? Mặt đúng sau, rồi, hai mặt sau, mặt sau vẫn khảm luôn. Khảm đó, tức là khảm hết bốn mặt luôn ha. Dạ. Hai bên hông, đó, mặt sau, mặt trước đều khảm hết. Đây, đó, có sao thì em báo vậy. Mã số 2. Rồi, tiếp tục anh ơi. Tiếp tục mã số 2. À, em có một cây tủ thờ này khá xưa nha. Cây này em bao cho bà con giá từ 40 năm trở lên. Đó. Cái màu ốc nó cũng đã xuống màu vàng à, chanh rồi nha. Đó, tủ này những cái cạnh bông hồng nha bà con. Đó, tủ bông hồng hồi xưa ha. Tủ này dạng đóng theo lối quế nha bà con. Đó, một cửa giữa này nha. Rồi, tủ này cái chiều ngang. Đây, em đo cái chiều ngang. À, cái chiều ngang tổng như là 163. Đó, cái gỗ trên nha. Đó, còn vị trí này. Đó, 144 nha bà con. Đó, chiều cao gì 127. Rồi. Đó, bà con mình nhìn tôm gỗ ha. Dân gỗ rất là đẹp luôn. Nó theo thời gian thì nó đã xuống màu rồi nha. Tủ này khá xưa nha bà con, 40 năm trở lên nha. Chất liệu là gỗ gõ đỏ nha bà con. Sau phía sau luôn có một miếng dán mà gỗ giống như căm xe vậy bà con. Gỗ lim. Là một miếng gỗ lim đó. Nó chỉ có một miếng dán sau thôi đó, bà con mình nhìn xem ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, cái màu này là cái màu nè, nó nguyên thủy nha. Này chưa có mà xử lý gì hết. Đó. Bà con thích cái xử lý như thế nào thì có thể thông báo em sẽ làm và lúc đó em tính toán lại với bà con ha. Đó, mã số 2K nha. Đó, rồi em đo cái chiều sâu cái bàn này. Đó. Chiều sâu này là nó 60 gần 70 nha bà con. Ở mặt trên này là gần 70 rồi. Một cái miếng dán ở trên đây dân nó cực kỳ đẹp, dân tự nhiên rất là đẹp luôn nha. Đó, mình xem ha. Đó, cái dân này là nó rất đẹp luôn. Đó. Ngang như 70 nha. Đó. Còn cái lọt lòng ngang dưới đây, em đo em báo luôn cho bà con là 60. Đó, tôm gỗ này rất là đẹp nha. Đây là mặt sau nha bà con. Đó, mặt sau cái miếng dán này là gỗ lim nha. Đó, nó có một miếng gỗ lim. Đó. Cây tủ này cũng khá nặng nha bà con. Đó, cũng khá nặng nha. Đây cái cửa giữa em mở cho bà con mình xem phía trong nha. Cái phía trong thì cái miếng dán ngang của mình. Đó, đây miếng gỗ lim đây. Đây là gỗ lim, đây gỗ gõ đỏ nha. Đó, những cái tôm gỗ này còn nguyên thủy nha bà con. Đó, mình chưa có đụng chạm vô ha. Đây là ở miếng dán ở vị trí này đó là nó không còn. Cái này khi bà con chốt xong thì em sẽ thay cái miếng dán dài để cho bà con mình có sử dụng gì sử dụng vô ha. Yeah. Rồi cái mã số 2 này thì em giao lưu bà con giá chỉ 25 triệu thôi. Em bao ship toàn quốc cho bà con mình nha. 25 triệu nha. Rồi tiếp theo là mã số 3. Mình để trên bàn đi nha. Để đây đi, nó để đây. Con miếng phải không? Rồi, một bức tranh anh hả? Một bức tranh mẹ gu con nha. Đấy, khá là đẹp luôn. Đó. Này em ra thông số chiều dài. Chiều dài là 108. Ngang như gì là 48 nha bà con. Đó, ốc vàng chanh đỏ lửa khảm rất là tơ tóc và đẹp nha. Đó, cây chuối ha, cây đa rồi ha. Đó, cây dừa, cây cao nha bà con. Đó, mình xem ha. Ở trên đây cũng có viền luôn. Gỗ gõ đỏ những cái mặt hàng như gì. Đó là em đã xử lý lại một lớp PU. Tại vì nó khá là cũ nên em phải xử lý lại cho cái ốc mình nó nổi nó đẹp lên nha bà con. Dạ. Đó, hàng này khoảng 20 mấy năm đổ về đây thôi. Đó, cái đố của nó là khoảng 3 phân nha. Đó, khá là cũ kỹ nha bà con. Cái tranh này thì em giao lưu bà con giá chỉ 3.200.000. Em bao ship toàn quốc. Đây là mặt sau nha. Đố rất là dày dặn nha bà con. Đó là một lớp keo để giữ cái tấm gỗ mình nó chống bị co ngót rồi lại nha. Đó, nó công dên. Đó, mã số 3A là 3.2 triệu. Em bao ship toàn quốc. 3K chứ 3K nha bà con. Rồi. Đây một bức tranh. Đó, chữ Phúc. Đó, bà con mình xem. Cao là 60, ngang là 50. Tích ở trong cái bức tranh này khảm là tứ linh nha bà con. Bốn con linh vật long lân quy phụng ha. Nhìn rất là có hồn và đẹp nha bà con. Đây, rất là sắc nét luôn. Chất liệu là gỗ gõ luôn. Hàng này là hàng chuẩn ha. Em báo giá với bà con miếng này là giá 3 triệu. Em bao ship toàn quốc nha. Yeah. Đó, mã số 4K. Rồi, tiếp theo là mã số 5K. 5K có một cái tấm tranh con gà nha bà con. Đó, tranh con gà này đó là giá là 2 triệu rưỡi nha. Cái này cũng khá cũ rồi. Đó, cái này cũng chất liệu là gỗ gõ đỏ luôn. À, này chất liệu gỗ hương bà con ơi. Rồi em báo clip gỗ đỏ này, xin lỗi bà con, cái này là gỗ hương nha bà con. Tôm gỗ rất là mịn màng nha, rất là đẹp luôn. Đó, cao như gì là 64, ngang như gì đó là 38. Đó, đây bà con mình xem ha, con gà được thiếp vàng rất là đẹp luôn, mặt có hồn nha.
Đó, mình trưng vào trong nhà cái nguyên một cái thổi vàng lớn luôn nha bà con, nhìn vô rất là sang trọng nha, rất là đẹp. Đây gỗ hương nha bà con, đó khá là nặng, gỗ liền khói một miếng nha, đó bà con ha, tôm gỗ mịn màng đó, 2,5 triệu em bao ship toàn quốc, mã số 5K nha bà con. 2,5 triệu tiếp theo mã số 6K, một 6K đây, 6K là một cái lốc lịch nha, lốc lịch này khá đẹp luôn nha bà con. Đó, cái lốc lịch này thì hai con chim ha, hai con chim mà khủng nha bà con, khá đẹp, là như uyên ương vậy ha. Ngang như gì là 33, cao cao gì là 70. Đây ở đây thì con dơi ngậm chữ phúc nha, đó cái đục chạm hoa văn rất là đẹp luôn, chạm tỉa đục rất là đẹp. Đó, ở đây thì cũng có mà mình làm cái chỗ mình để lốc lịch nha, 1,6 triệu em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó là một lốc lịch. Đó đây mặt sau đây, đó, nhìn như tổ ong ha, chất liệu là gỗ gõ đỏ nha bà con, em bao ship toàn quốc, mã số 6K. Tiếp theo là mã số 7K, 7K em có một cái tấm tranh chữ Phúc. Chữ Phúc Đây đây. mình treo cái hướng này nha bà con. Dạ. Đó này là cái tổng cái mà chiều ngang nó 60, chiều cao 60 luôn, 60 vuông nha bà con. Đó khá là đẹp ha, ốc thì khảm rất là đẹp. Cái này là có một lớp BU rồi ha, cái nào nó có BU lại thì em sẽ báo cho bà con để mình xem dễ biết ha. Đã có khi mình giao ra mình không báo cái nói sao nó mới mới ha, nhưng mà thật sự là này nó cũ, để làm lại đang cho nó mơ nó dễ nhìn ha, dễ dễ bắt mắt nha bà con. Đây mặt sau, đây mặt sau như thế này đây đó bà con, nhìn cái biết là gỗ nó cũng cũ như thế nào rồi nha. Đó rất là cũ luôn, chất liệu là gỗ gõ nha bà con. Đó, chữ Phúc này thì em giao luôn bà con là giá là 2,3 triệu em bao ship toàn quốc nha. Rồi, đó, cái miếng hai này triệu rất là ba dễ xài nha bà con. Rất là đẹp đó, luôn chữ Phúc chú. Nha. Rồi tiếp theo là chữ Tâm nha bà con, Tâm Phúc nha. Đây chữ Tâm thì mình xài cái hướng này. Đó bà con nhìn xem ha, cao 60, ngang 60 luôn, 60 vuông ha. Còn ở đây là khoảng 46 vuông nha bà con. Đây chữ Tâm làm rất là đẹp luôn. Đó những cái nét đường hoa văn đục chạm ha, rất là tinh tế đó, nhìn rất là bắt mắt luôn. Đó, cái này thì cũng đồng giá 9K là 2,3 triệu nha bà con. Đó mã số 9K ha. Đó mã này cũng là cuối clip nha bà con. Yeah, đó cuối luôn anh đúng rồi, cuối luôn, 2,3 triệu này nha bà con. Rồi cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con đã xem ở trên kênh trong thời gian qua và ủng hộ kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Đó bà con có mà thấy cảm thấy hay thì có thể là đăng ký thêm ha, xem đăng ký đó và like chia sẻ ha. À, em chân thành cảm ơn nè. Dạ rồi, em cũng chào anh Bình luôn. À, con cũng chào quý cô chú, hẹn gặp lại quý cô chú. Nhớ đăng ký kênh để mình theo dõi thêm nhé quý cô chú. À, xin chào.